X-Start 30 là dụng cụ y tế giúp cầm máu tức thì trong 20 giây cho những vết thương lớn sâu như đạn bắn, dao đâm. X-Start được cấu tạo bởi một ống tiêm chứa 92 hạt bọt biển làm từ bột giấy có nguồn gốc cellulose, không bị hòa tan vào cơ thể. Khi dùng X-Start tiêm vào vết thương, các hạt bọt biển sẽ ngay lập tức mở rộng ra gấp 10 lần kích thước ban đầu để lấp đầy vết thương trong vòng 20 giây, đồng thời tạo thành sự tắc nghẽn tạm thời, ngăn không cho máu chảy ra ngoài. Viêm họng là hiện tượng viêm niêm mạc họng và hầu khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu, đau rát. Viêm họng thường xảy ra khi thời tiết giao mùa và ở những người có sức đề kháng kém. Ngoài những cách điều trị thường thấy của y học hiện đại, trong đông y, cây hẹ được biết đến như một loại thảo dược tốt giúp khám viêm và trị bệnh viêm họng hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị thuốc này trong chương trình Nhịp cầu y tế ngày hôm nay với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa đông y Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ. Xin chào quý khán giả. Xin chào Xuân Quỳnh. Thưa bác sĩ, viêm họng là một căn bệnh khá là phổ biến, diễn ra khi thời tiết giao mùa và gây ra cho người bệnh rất là nhiều sự khó chịu. Nhưng thực sự là viêm họng thì sẽ thường hay có những biểu hiện như thế nào ạ? Có thể nói một cách đơn giản như thế này. Điều đầu tiên là chúng ta cảm giác là nó khó chịu ở trong họng. Có thể là đau, có thể cảm giác rát họng. Và đặc biệt là khi chúng ta mà ăn uống chẳng hạn, thì những thức ăn vượt cứng qua thì rất là đau. Đồng thời kèm theo một số triệu chứng khác, ví dụ như là chúng ta có thể ngạt mũi, chảy nước mũi, chúng ta có thể có ho khan, rồi toàn thân thì chúng ta có thể cảm giác sốt, rồi là mệt mỏi. Thế còn để mà chuẩn đoán chính xác ấy, thì chúng ta phải đi khám. Thì khi đó, nếu chúng ta bình thường ta theo soi gương ấy, thì thấy rằng là cái vòng họng của chúng ta amidan nó bị sưng tấy lên, nó đỏ, nó hơi khác bình thường. Thế còn khi để mà chuẩn đoán chính xác thì chúng ta phải đi khám bác sĩ. Vâng, cũng có rất là nhiều bài thuốc mà người ta đã chia sẻ hay là truyền miệng là chúng ta có thể chữa được viêm họng. Tuy nhiên thì như chương trình cũng đã chia sẻ là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác dụng của cây hẹ. Thì cây hẹ được trồng rất là nhiều ở miền Nam hơn so với miền Bắc và thường được sử dụng ngoài là rau thì cũng có thể làm một bài thuốc. Thì những cái công dụng và đặc tính của cây hẹ là như thế nào ạ? Quả thực là hẹ là một cái cây vừa là rau nhưng đồng thời là vị thuốc. Và chúng ta biết là từ trước khi mà Tây y vào nước ta thì cha ông chúng ta vẫn điều trị các chứng viêm, trong đó có viêm họng, chỉ dùng thảo dược thôi. Thì trong đó là cây hẹ là cây rất quan trọng. Thì cây hẹ thì theo học dược học cổ truyền ấy thì nó có vị cay, tinh ấm và nó có tác dụng là ôn trung, hành khí, tán huyết và nó giải độc, đặc biệt cái chức năng giải độc. Thế còn thì nghiên cứu của hiện đại thì cho rằng là cây hẹ có tác dụng kháng khuẩn rất là tốt với rất nhiều loại vi khuẩn, ví dụ như là liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn, trực khuẩn coli và thậm chí nó còn ức chế và nó tiêu diệt cả các cái amíp, cả các cái trùng roi vân vân. Trên cái hẹ có thể nói là được ngày xưa châu chúng ta sử dụng rất nhiều trong vấn đề điều trị viêm họng. Đối với nhiều người thì việc sử dụng cây hẹ cũng không hề dễ dàng chút nào, bởi vì có người thì cảm thấy khá là khó chịu với mùi của cây hẹ. Thì chúng ta cần phải chế biến như thế nào để có thể dễ dàng sử dụng tốt và để cho cái hiệu quả của cây hẹ tốt nhất đối với bệnh viêm họng? Cây hẹ nó có một loại tinh dầu mà cái mùi của nó có thể có những người không thích. Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng cách đơn giản như thế này. Chúng ta có thể mua hẹ về, chúng ta rửa sạch, rồi chúng ta giã nát ra, chúng ta vắt lấy nước, chúng ta uống khi mà chúng ta bị viêm họng. Cách thứ hai là chúng ta có thể là dùng hẹ khoảng độ 20-30 gram, chúng ta cắt nhỏ ra, sau chúng ta cho thêm một ít mật ong vào một cái bát hoặc đường phèn, chúng ta hấp vào nồi cơm. Sau đó rồi chúng ta dùng cái nước đó chúng ta cho những người bị viêm họng uống. Điều này nó rất dễ dàng cho trẻ con bởi vì cái vị mật ong với đường phèn nó rất là ngọt. Cái nữa là chúng ta có thể dùng hẹ kết hợp thêm một số các khác nữa. Ví dụ như là dùng hẹ 15 gram kết hợp thêm với cái hoa đu đủ đực nhá, 10 gram với khoảng độ 20 hạt chanh, hạt quả chanh mà chúng ta vẫn dùng thì cái hạt nó chúng ta giã nhỏ ra thì cả ba thứ đó chúng ta cho vào bát và chúng ta hấp với mật ong và đường phèn. Cái bài thuốc này cực kỳ tốt, đặc biệt đối với trường hợp viêm họng của trẻ em, bởi vì nó rất dễ uống. Bản thân bác sĩ đã bày ra rất nhiều các bà mẹ để sử dụng cho con trẻ thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó rất, mà nó rất là nhẹ nhàng, không phải dùng kháng sinh, nhưng mà cái tác dụng của nó cũng không kém gì kháng sinh cả. Nhưng nếu như thay vì chúng ta sử dụng những cái cách làm như vậy mà chúng ta nấu lên ăn như là ăn canh hàng ngày thì liệu là tác dụng của nó có được như vậy không ạ? Thực ra ăn canh cũng được, chúng ta có thể dùng để nấu canh ăn hàng ngày mà. Bởi vì trong một số những cái món ăn, ví dụ như là mì vằn thắn hoặc sùi cảo thì bao giờ người ta có hẹ. Mà có hẹ thì chúng ta có thể nấu canh bình thường thôi, thì đều tốt cả. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những tư vấn ngày hôm nay.
Chương trình Nhịp cầu y tế của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Quý khán giả có câu hỏi về bệnh viêm họng cũng như cây hẹ, vui lòng gửi thư về địa chỉ của chương trình nhịpcầuyte.st@gmail.com. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.